Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dù thua lỗ, ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đầu tư cho VinFast hơn 3.000 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 8, AFA Tiếng Việt loan tình, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ cho VinFast hơn 3.000 tỷ đồng. AFA dẫn truyền thông nhà nước đưa tin ngày 30 tháng 8 cho biết, theo thông tin trong báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã qua kiểm toán vừa công bố của VinGroup, thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập của tập đoàn VinGroup đã tài trợ 3.277 tỷ đồng trong nửa năm đầu năm 2024 cho hãng xe VinFast. AFA nhắc lại, ông Vượng từng khẳng định VinFast là sứ mệnh, danh dự và tương lai của VinGroup, nên chúng tôi không bao giờ buồn VinFast. AFA cho biết, ngoài số tiền tài trợ nói trên, báo cáo còn thể hiện ông Vượng đã chuyển nhượng cổ phần trong công ty con hơn 1.800 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2024, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục không nhận thù lao tại Vingroup. Và đây là hình bản tin trên AFA. Về tình hình kinh doanh, AFA dẫn báo cáo ghi nhận rằng tổng doanh thu nửa đầu năm nay của Vingroup đạt hơn 64.000 tỷ đồng. Chiếm lớn nhất trong cơ cấu nguồn thu vẫn đến từ lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản với hơn 26.300 tỷ đồng. Đứng thứ hai là mảng sản xuất và các hoạt động liên quan với hơn 14.000 tỷ đồng. Riêng mảng sản xuất của VinFast vẫn lỗ AFA cũng nhắc lại, ngày 6 tháng 1, Vingroup công bố, ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của VinFast, chuyển từ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị VinFast, chuyển sang đảm nhận vị trí tổng giám đốc VinFast thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Tỷ phú hãng xe Việt cũng sẽ tiếp quản vị trí giám đốc điều hành. Đồng thời, bà Lê Thị Thu Thủy sẽ chuyển từ vai trò tổng giám đốc VinFast qua đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. AFA cho biết, VinFast công ty thành viên của Vingroup từng được ông Vượng công bố tài trợ tài chính tại Đại hội đồng Cổ đông diễn ra hồi tháng 4 năm nay. Phát biểu tại cuộc họp Cổ đông ngày 24 tháng 4 của Vingroup, ông Vượng nói có thể mở rộng đầu tư hơn nữa vào VinFast sau khi ông và tập đoàn Vingroup rót 11 tỷ đô la Mỹ vào công ty tính đến cuối năm ngoái. AFA dẫn tuyên bố của ông Vượng, tôi dự định sẽ tài trợ cho VinFast 1 tỷ đô la Mỹ từ túi tiền của mình và cho hay ông Vượng không nêu rõ khi nào sẽ chi ra số tiền này. Đồng thời ông Vượng khẳng định VinFast không gặp vấn đề về dòng tiền và chưa chậm ngân sách một đồng lãi nào. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast. AFA cũng cho biết giá cổ phiếu của VinFast đã giảm xuống còn 2,5 đô la Mỹ so với lần niêm yết ban đầu vào tháng 8 năm ngoái ở mức 10 đô la Mỹ, đạt đỉnh hơn 90 đô la Mỹ do công ty không đạt được mục tiêu bán hàng vào năm ngoái và tiếp tục báo lỗ nặng. Hơn nữa, báo cáo tài chính của VinFast cũng không minh bạch. Ngày 31 tháng 7, AFA cho hay VinFast thừa nhận lỗi kế toán dẫn đến kê cao doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, không rõ đây là lỗi vô tình hay cố ý trong bối cảnh VinFast đang bị vướng vào các vụ kiện tập thể vì cho rằng VinFast đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật, không tiết lộ rằng công ty đang thiếu vốn cường điệu quá sức mạnh của mô hình kinh doanh cũng như năng lực hoạt động. Bản tin ngày 31 tháng 7 của AFA cũng cho hay, VinFast đã nộp một văn bản lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, thừa nhận đã có các loại kế toán xảy ra, dẫn đến hàng chục triệu đô, doanh thu bán hàng đã bị kê cao hơn trong năm ngoái. Cụ thể, các con số bị khai khống của công ty trong năm tài chính 2023 gồm 33,9 triệu đô la doanh thu và chi phí bán hàng 6,1 triệu đô la phân phối và khoảng lỗ ròng 1,8 triệu đô la. Theo AFA, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng kết luận rằng các báo cáo tài chính hợp nhất đã phát hành trước đó tính đến tháng 12 năm 2023, thông cáo báo chí, thông cáo thu nhập và thông tin liên lạc với nhà đầu tư mô tả hiệu suất tài chính của công ty trong năm và giai đoạn kết thúc tại thời điểm đó không còn được tin cậy nữa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin dù thua lỗ, ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đầu tư cho VinFast hơn 3.000 tỷ đồng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các ứng viên cho chức danh chủ tịch nước ngày 29 tháng 8, BBC Tiếng Việt đặt vấn đề Ai sẽ thay ông Tô Lâm làm chủ tịch nước? BBC phân tích, Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực nhất của đảng, trong đó tứ trụ là những lãnh đạo đứng đầu. Với cốt lõi là tập thể lãnh đạo, thì Tổng Bí Thư không thể áp đặt ý chí của mình lên Bộ Chính trị, mà phải dẫn dắt và tìm kiếm sự ủng hộ. Khi Bộ Chính trị đã đạt được sự đồng thuận, thì vẫn phải thông qua Ban chấp hành Trung ương đảng. BBC cho biết, Ông Tô Lâm đã đánh tiếng rằng sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2024 với các bậc bô lão tại cuộc gặp các cựu lãnh đạo đảng, nhà nước vào ngày 15 tháng 8. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn nhận định của giáo sư Kataya từ Úc cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức tổng bí thư trước khi nhận thêm chức chủ tịch nước, chức danh mang tính nghi thức. Do đó, ông Trọng dễ dàng làm tròn trọng trách ở cả hai vị trí trong khi ông Tô Lâm từ Bộ trưởng Công an được bầu làm Chủ tịch nước rồi Tổng bí thư chỉ trong vòng khoảng 3 tháng. Như vậy, hồ sơ của ông Tô Lâm mỏng hơn so với người tiền nhiệm. Và với thời gian lãnh đạo ngắn, trong một giai đoạn có nhiều xáo trộn, ông Tô Lâm có lẽ cũng chưa tập hợp được sự ủng hộ đủ lớn. Vì vậy, theo giáo sư Thay Giờ, bầu chủ tịch nước mới không chỉ giúp tránh tình trạng cá nhân thâu tóm quyền lực, mà còn để ông Tô Lâm tập trung làm tốt vai trò tổng bí thư. Theo BBC, hiện Đảng Cộng sản Việt Nam có hai lựa chọn như sau. Phương án tạm thời, bầu một người giữ chức chủ tịch nước tới hết nhiệm kỳ này là từ năm 2021 đến năm 2026 và sau đó sẽ bầu một người mới tại đại hội 14. Còn phương án lâu dài, chọn một người có đủ tiêu chuẩn và khả năng để tiếp tục được bầu làm chủ tịch nước cho nhiệm kỳ kế tiếp, tức năm 2026 đến năm 2031. Xét theo quy định 214 của Bộ Chính trị thì trong bộ chính trị chỉ còn có ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đủ điều kiện để được bầu làm chủ tịch nước. Tuy nhiên, quy định 214 cũng nêu trường hợp đặc biệt cho tứ trụ. Vẫn theo giáo sư Carter, có tin đồn rằng quân đội muốn đề bạc ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để cân bằng quyền lực với bên công an. Trong 15 ủy viên bộ chính trị, hiện có 3 người từ quân đội, đó là Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Và đây là hình đại tướng Lương Cường, ứng viên sáng giá nhất cho chức chủ tịch nước. BBC cũng cho biết đại tướng Lương Cường được nhiều nhà quan sát nước ngoài đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất vì ông có thâm niên trong trung ương đảng với 3 khóa liên tiếp 11, 12 và 13. Ông là ủy viên bộ chính trị, được bầu từ khóa đầu và còn là một sĩ quan chuyên về chính trị. Bên cạnh đó, thường trực ban bí thư là một chức danh quan trọng chỉ sau tứ trụ và vị trí này có thể là bước đệm để ông Cường tranh chức tổng bí thư. BBC dẫn nhận định của giáo sư abuza từ Mỹ cho rằng, dù ông Lương Cường không còn phục vụ trong quân đội, nhưng ông vẫn được coi là đại diện cho lợi ích của quân đội trong bộ chính trị. BBC đề cập đến ứng viên sáng giá thứ hai là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ông Giang từng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao vào tháng 10 năm 2023 tại kỳ lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội và ông cũng chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp. Điều này cho thấy đại tướng Phan Văn Giang rất được các đại biểu quốc hội tín nhiệm. BBC cũng nhắc đến ứng viên cuối cùng là thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nghĩa sẽ 63 tuổi vào năm 2026, còn cơ hội để vào bộ chính trị thêm một khóa nữa. Ông Nghĩa mới được bầu bổ sung vào bộ chính trị nên khả năng làm chủ tịch nước không cao. Tuy nhiên, ông là người miền Nam nên việc bầu ông làm chủ tịch nước sẽ giúp cân bằng tính vùng miền trong tứ trụ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Các ứng viên cho chức danh chủ tịch nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.